GDP Việt Nam có thể giảm đến 2% so với dự báo do ảnh hưởng của chính sách tỷ giá. Đây là nhận định của một số chuyên gia đưa ra tại hội thảo bàn về tác động của chính sách tỷ giá với tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam vừa diễn ra hôm qua ngày 25 tháng 8. Theo tính toán của chuyên gia kinh tế Bùi Trinh, dựa trên mức giảm giá 3% của tiền đồng so với đồng đô la trong năm 2015, chi phí trung gian của nền kinh tế sẽ tăng lên do giá trị nhập khẩu tăng. Các tác động này có thể khiến tăng trưởng GDP của Việt Nam giảm bớt đi khoảng 2% so với dự báo. Trong hai tuần qua, ngân hàng nhà nước đã hai lần nới biên độ tỷ giá từ mức cộng trừ 1% lên mức cộng trừ 3% và nâng tỷ giá bình quân liên ngân hàng thêm 1% do áp lực giảm giá của đồng nhân dân tệ. Theo các chuyên gia, việc hạ giá tiền tệ sẽ làm tăng chi phí đầu vào, khiến chi phí sản xuất tăng cao, làm giảm cạnh tranh hàng hóa và có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Giới chuyên gia cũng cảnh báo nguy cơ bất ổn tỷ giá có thể lặp lại khi kinh tế có dấu hiệu hồi phục và nhập khẩu lại tăng mạnh trở lại.